Đừng nói cho con tôi. Ba, ba bị sao vậy? Ba. Được, tôi khác. Được, được. Ở đây không có nước. Ba đợi trời sáng, con đi xin nước cho ba nha. Được, tôi khác. Được, cơm. Ba ơi, ở đây không có cơm. Con cũng đang đói nè. Được, được, được. Cơm khác. Tôi đói quá. Ba, ba đợi con chút xíu nha. Con đi xin nước về cho ba mà. Được, được, được. Xin vậy liền. Tôi đói. Được. Bánh mì ai ăn dục vậy? Uổng quá. Mà còn ăn được. Ý, có bị gấu nè. Cưng quá à. Ủa, mà sao người ta quăng em ở đây vậy? Mà sao em nặng quá vậy? Chắc là em ăn no rồi. Không có đói bụng như chị Mo đúng không? Ủa, mà không được. Em gấu này á, không phải là của mình. Mà má dặn là không có được lấy đồ của người khác. Nhưng mà em gấu... Mình ngoan, học giỏi. Sinh nhật Mon á, sẽ có ông Tiên hiện xuống tặng quà. Mon có thích không? À, có khi nào là ông Tiên tặng quà cho mình không ta? Yeah, cảm ơn ông Tiên nhiều nha. Thích quá. Thôi, ba, con có bánh mì về cho ba nè. Ba, ba, về ăn bánh mì đi ba. Ba. Con đi kiếm đồ ăn cho ba. Tuy là con không có gặp được ông Tiên, nhưng mà ông Tiên tặng cho con món quà sinh nhật nè. Ba ngủ rồi. Má dặn lúc mà ba ngủ thì không có được nói chuyện. Im lặng cho ba ngủ. Thôi, chị Mon cũng buồn ngủ rồi. Hai chị mình cùng ngủ ha. Tên là Mon, em tên là Bo được không? Từ nay hai chị em mình sẽ sống với ba. Bộ phim truyện Việt Nam Con gái bố già 20 giờ tối thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 90.